Vâng, họ đo vay camera. Ừ. Đâu đấy? Từ ớt. Xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, tước mẹ kêu bằng cách sớm chiều yên ả, chưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya sớm trên vài áo người thêm bạc, bông lúa vàng thấm ướt giọt mồ hôi, cho quê nghèo thành tháng người. Này đang tập ngoài câu này cũng nhắm mắt câu mà làng tôi cong cong mãi tình thật xưa, dồn sang trống trèo thôi làng em. Chồng một tôi xoan rụng tím sân đình, để người khắc khoải cánh thâu đời người. Đây là cái chồng chăm say làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông đây chặn đây và anh người dắt lắc nghiêng trắng cánh cò. Nhưng mà chiều yên ả, đưa nắng cầm qua dòng sông. Dòng sông quê đưa tiến bao người, tháng năm mong chờ bên cũ người không về, cho yên bình những mái dạ bờ tre, cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru. Làng tôi cong cong có một chiến đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Mùa thu cúc nở tím chân trời, để người khắc khoải về. Dương á ta. Anh ấy dương anh năm thằng năm mau bị chót phu với ngoan ấy rồi. Một dòng sông bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya
đêm đông nắng mưa vẫn vào mấy nhà tuyên bắt kẹo nắng vài áo người thêm bao chồng lên đó nó vàng thấm ướt giọt lên cho quê nghèo thành thang người ơi làng tôi cong cong mái đình thật xưa dồn sang trống trèo hội làng em hát mùa xuân xoan rụng tím sân đình để người khắc khoải cánh thâu đời tôi xa xanh có một dòng sông bên sông mỗi chiều ai người dắt ai dòng sông nghiêng trắng cánh cò sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông dòng sông quê đưa tiến bao người hàng năm mong chờ bên cũ người không về cho yên bình những mái dạ bờ tre cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru làng tôi cong cong có một chiếc đê bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm mùa thu cúc nở tím chân trời để người khắc khoải dây kho của ông đi ăn bên đến á toàn dây kẹo đời người anh ăn lư na tha ở cột tài sao ban mà nẹt mà crop tới sưng ngắt rồi chân làng tôi xa xanh có một dòng sông bên sông mỗi chiều ai người dắt áo dòng sông nghiêng trắng cánh cò sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông người làng tôi khuya sớm trên đồng nắng mưa vất vả vài áo người thêm bạc bông lúa vàng thấm ướt giọt mồ đất này của con luôn hả? Cho quê đất con là đất con thuê. Người ơi, làm tôi cong cong mái đình thật xưa, dồn sang trống trèo hội làng em hát. Mùa xuân xoan rụng tím sân đình. Để người khắc khoải cánh thâu đời mưa. Chú mái
cái này hình như nó cũng có chống rung nhưng mà nó chống rung không hiểu. Làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua. Cách nhà vậy là bây giờ có một hai cái thôi, nhưng mà vài năm nữa là dọc đường này là nhà cửa. Ở đằng trước kia anh ta cũng sang lắp mấy cái cho yên bình những mái dạ bờ tre, cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru. Làng tôi cong cong có một chuyện đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Mùa thu cúc nở tím chân trời, để lấp hết các nhà từ từ nè, bên đây cắt miếng. Bên đây hai bờ miếng ở đây nè, khi mà ta sang lắp thì là mình đâu có nhìn thấy cái cảnh đó được, cái cảnh ở cảnh núi phía sau này ta cất nhà trọ. Ai nấy cũng cất nhà dọc bên đường, cái này là cái nền đang lắp, ta kè tại ta đổ đất. Đây cũng có dãy nhà trọ nè, bây giờ cũng ở đầy hết rồi. Ở đây nhà trọ cho thuê tháng